Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Món ăn từ cua đồng trị còi xương tụ máu. Thưa quý vị và các bạn, theo trang y học bốn phương, cua đồng là món ăn bổ dưỡng, dân dã ở các vùng quê và thành thị nước ta. Canh cua đồng giải nhiệt, kích thích tiêu hóa. Trong Đông y, cua đồng còn là vị thuốc trị nhiệt tà, thông kinh mạch, mạnh gân xương thịt cua đồng giàu protein, lipid, canxi, phốt pho, sắt, các vitamin B1, B2, B6 và PP. Ngoài ra còn có melatonin. Mai cua còn có chất chitin, vị mặn tanh, tính hàn, hơi độc. Cua đồng có tác dụng tán kết, hoạt huyết, hàn gân xương, trị nhiệt tà trong lồng ngực, thông kinh mạch, làm cho ngũ tạng khỏi buồn phiền, giải độc thức ăn, liền gân, thêm sức cho xương, bổ ích khí lực, tống các vật kết động trong người, phá chứng ứ huyết do vấp ngã hoặc chấn thương, sốt rét. Dùng 100 tới 200 g mỗi ngày bằng cách cua sống, tán bột, rang, nấu canh. Chị còi xương trẻ em, cua đồng 100 g rửa sạch, bỏ yếm, mai, chân và càng để ráo, rang nhỏ lửa đến khô và vàng. Xay dã nhỏ mịn, dây lấy bột mịn, mỗi ngày dùng từ 1 tới 2 thìa nhỏ bột, 5 tới 10 g và với bột gạo đun chín. Chị lở ngứa, cua đồng 200 g, rau đai 100 g, mồng tươi 100 g, mướp hương 1 tới 2 quả cua đồng bỏ yếm và mai, giữ lại gạch cua, rửa sạch, dã nát, lọc lấy nước, cho mắm muối vừa ăn, rau đay mồng tơi rửa sạch cắt đoạn, mướp gọt bỏ vỏ, rửa sạch thái miếng, đun nước cua với gạch đến sôi. Gạt phần gạch nổi sang một bên, cho mướp và rau vào, đun đến khi chín nước trong là được. Chữa vết thương tai nạn, đụng dập, đau nhức, cua đồng 2 tới 5 con, rửa sạch, dã nát, hòa thêm một chén rượu, đun sôi cạn nước uống, bã đắp vào chỗ đau chữa tụ máu, mai cua và chân cua 30g, xuyên khung 10g, tô mộc 20g, ngải diệp 10g, cây huyết đằng 16g, tục đoạn 18g, thổ phục linh 20g, ngưu tất nam 16g, rễ bưởi bung 16g, đinh lăng 16g, quế tâm 8g, cam thảo 10g, mai và chân cua sao vàng cho sắc cùng với dược liệu uống trong ngày. Kiên kỵ không dùng loại cua dưới bụng có lông, lưng có chấm sao, chân có khoang, không được uống nước cua chưa chín do ký sinh trùng sán lá thường sống bám trên cua, nếu ký sinh ở ruột sẽ gây đau bụng tiêu chảy, nếu chúng ký sinh ở phổi gây tức ngực, khó thở, nóng sốt, nổi mề đay, sốt ở gan gây áp xe gan và ở não sẽ gây các cơn động kinh, không dùng cho phụ nữ cao thai, không uống nước trà hay ăn hồng khi dùng cua. Sử dụng tỏi để làm giảm nhiễm trùng tay ngoài trang sức khỏe cho bé hướng dẫn cách sử dụng tỏi làm giảm nhiễm trùng tai ngoài. Nhiễm trùng ống tai ngoài có thể xảy ra khi bạn đi bơi, nó xảy ra khi nước bị kẹt trong tai của bạn, tạo điều kiện cho vi khuẩn hoặc nấm phát triển. Để đối phó với cơn đau, lựa chọn dễ dàng nhất của bạn là sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn như aspirin hoặc acetaminophen. Chườm nóng cũng có thể giúp bạn giảm đau bằng cách sử dụng một chai nước nóng hoặc một túi chườm điện ở phía dưới tai. Nếu bạn đang sử dụng chai, Hãy bọc nó trong một chiếc khăn để không bị quá nóng. Nếu bạn đang sử dụng một túi chườm điện, hãy cẩn thận không để rơi vào giấc ngủ với túi điện ép vào tai của bạn. Bạn cũng có thể tận dụng lợi thế của tính kháng khuẩn mạnh trong tỏi và sử dụng loại thảo dược này để giảm đau bằng cách mua dầu tỏi trong các hiệu thuốc hoặc tự làm, nghiền nát lấy 3 tép tỏi và đặt chúng trong một đĩa nông trộn với dầu ô liu để hỗn hợp qua đêm, lọc bã và nhỏ 3 giọt vào bên tai bị viêm. rượu có thể gây ra nhiều loại ung thư. Trên trang sức khỏe của Bộ Y tế, mới đây Hội Ung thư Lâm Sàng Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu của mình cho biết uống rượu có thể gây ra nhiều bệnh ung thư. Nghiên cứu thống kê từ hơn 4.000 người Mỹ trưởng thành. Theo đó, các nhà khoa học nhận thấy rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư vòm họng, thực quản, ung thư biểu mô, tế bào gan, ung thư vú và ung thư đại tràng. Trước đó, một nghiên cứu năm 2012 cho thấy khoảng 5,8% số ca tử vong do ung thư trên toàn thế giới có liên quan tới rượu. Các nhà khoa học cũng cho biết, nhóm người uống rượu càng nhiều trong thời gian càng lâu thì càng có nhiều nguy cơ bị ung thư, đặc biệt là ung thư vùng đầu và cổ. Cho dù bạn uống bia tươi, rượu vang, nguy cơ vẫn như nhau. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.